Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay tiếp tục có mặt ở khu dân cư Nhân Thuận, đường Nguyễn Nhân, đường kêu này đường Võ Văn Kiệt, như cô chú anh chị các bạn chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn một số cây mai đại lộc để cô chú anh chị các bạn về làm giống hả cô chú anh chị các bạn dưỡng về Tết. Cái này này là hoa tường vi nha cô chú. Cái này là công viên của khu dân cư Nhân Thuận. Mình muốn chia sẻ địa điểm này để cho cô chú anh chị các bạn biết á, để cô chú anh chị các bạn đến đây rồi ở đây có cái vườn mai sát bên đây để cô chú anh chị các bạn cùng sưu tầm giống về cho mình ha. Đây là không công viên của khu dân cư Nhân Thuận. Độ đây thì rất lớn nha cô chú anh chị các bạn ha. Điểm bán mai là của chị Mỹ Châu nha cô chú anh chị các bạn. 0944383255. Bây giờ mình đi vô phía trong, mời cô chú anh chị các bạn cùng theo dõi video clip của mình ha. Rồi bây giờ mình vô cây mai đại lộc, cho cô chú anh chị các bạn có một cây sen bông ha. Đây hai bên của vườn mai nha cô chú anh chị các bạn ha. Đây là bông bông không phải ngay Tết nha cô chú, bông đại lộc. Bên này có một bông nữa nè cô chú. Ở đây còn cái này còn nụ luôn, rất có nụ rất là nhiều, ra rất là nhiều trong thân luôn nha cô chú ha. Nếu mà cô chú anh chị các bạn có nhu cầu nào liên hệ để sưu tầm cây đại lộc này thì sưu tầm cùng Zalo cùng cô chú luôn nha. Đây có nụ này nha cô chú. Rồi dưới này thì có một cây ra bông rất là bự nha cô chú, nhưng mà mưa lớn quá bông này cỡ 6-7 phân gì nha cô chú. Cái này cũng có nụ luôn. Rồi giờ mời clip, mời cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Rồi clip luôn. Rồi clip cô chú bác xem. Có người đẹp chào sẵn, chào người đẹp. Rồi dạ, cây kiểng Mỹ Châu xin mến chào cô chú anh chị nha. Rồi lời nói đầu tiên Mỹ Châu xin chân thành cảm ơn đến cô chú anh chị đã ủng hộ cho cây kiểng Mỹ Châu trong những thời gian vừa qua nha. Rồi tiếp tục hôm nay em xin báo giá cùng cô chú anh chị là mai đại lộc thành phẩm nha. Rồi số điện thoại Zalo của em là 0944383255. Số Zalo của em cũng là số đó. Đại lộc cái cúc thọ hương phải không chị? Dạ, mà có một số cúc thọ hương nữa nha cô chú anh chị. Rồi mà em vô cây số 1 cô chú ơi. Cây số 1 nha cô chú anh chị. Cây số 1 này có dáng quái nha cô chú. Rễ nơm. Quỳnh Thăng tại vị trí này là 13 nha cô chú. Chiều cao là 49. Tán ngang là 48 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 em Zalo với giá 1,5 triệu nha. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi 1,5 triệu cây số 1 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 2. Xin vô chút nữa. Dạ dạ. Vô tối không? Vô nó lên đồ tối. Cái này xích vô nữa chút xíu cho cái này ha. Rồi quay cái này mình xích vô trong một xíu cô chú anh chị. Này mã số 2 nha cô chú anh chị. Quỳnh Thăng tại vị trí này nha là 18 nha. Rồi, Quỳnh Thăng 18. Chiều cao là 53. Tán ngang là khoảng 60 nha cô chú anh chị.
8060 số 2. Mã số 2, em Zalo giá 1.3 bao ship toàn quốc nha cô chú. Và ship toàn quốc. Rồi. Và ship vô luôn. Rồi cái mã số 3. Đấy, bự luôn. Một cây là em ghép khoảng 6-7 mắc bo nha cô chú anh chị. Cây này khá lớn nha. Số 3. Đây lọc nha chú anh chị. Quỳnh Thân là tại vị trí này là 23 nha cô chú anh chị. Quỳnh Thân 23. Chiều cao là khoảng 50 nha cô chú. Chiều cao 50. Cây xanh tốt nha cô chú. Rồi, tán ngang là 54. Tán ngang 54. Mã số 3 em Zalo giá 1.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi, 1.500.000 cây mã số 3. Cây xanh khỏe thuần chậu hết rồi nha cô chú. Rồi. Cây hoa mướp nè, ra tược non xanh khỏe. Trời ơi, ok. Rồi. Tiếp theo là mã số 4 nha. Cây mã số 4. Cái này đang tròn đẹp nè. Đây là sản phẩm rồi chú anh chị em. Vì mình chơi cái tên bò không gì, chặt như Tết cũng được luôn. Rồi. Bình Thăng ở vị trí này là 21 nha cô chú anh chị. Bình Thăng 21. Chiều cao là khoảng 49. Chiều cao 49. Tán ngang là khoảng 45 nha cô chú. Tán ngang 45. Mã số 4 này em Zalo giá 1.500.000 nha cô chú. Cái số 4 này có bộ để cũng khá là đều nha cô chú. Mã dưới em không có môi lên. Rồi dừng lại đi chị. Rồi đỡ cái luôn. Tiếp theo là mã số 5 nha. Cây này đại lộc này ghép khoảng 2-3 mùa nha cô chú. Nè cái này cũng có bộ ghế, bộ đế này quái. Đấy, quái đều luôn. Cú kêu. Cú là nóng quá, nóng quá. Rồi. Quỳnh Thăng là 18 nha cô chú. Quỳnh Thăng 18. Chiều cao là 52 nha cô chú. Chiều cao 52. Tán ngang là khoảng 48. Mã số 5, em Zalo giá 1.600.000 nha cô chú. 1.600.000, cái số 5 của chú anh chị ơi. Rồi, đỡ cây luôn. Này mã số 6 nha cô chú. Rồi, đại lộc mã số 6. Dán bài bài luôn. Dán bài nha cô chú, có bộ đế đẹp nha. Em chừa cái cây con này lên là nhìn nhiều. Giống như cây, giống như là dáng mẫu tử nha cô chú. Đó, cho thông số thôi. Quỳnh Thăng là 20 nha. Quỳnh Thăng 20. Chiều cao là 49. Chiều cao 49. Tán ngang là khoảng 44 nha cô chú. Tán ngang 44. Mã số 6 là em Zalo giá 1.400.000 nha cô chú. 1.400.000 cây số 6 của chú anh chị em ơi. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mai này về là cô chú để dì chơi Tết được luôn rồi. Ghép lấy bo ghép cây khác cũng được nữa. Lộc mua về lấy bo ghép nhiều lắm nè cô chú anh chị em ơi. Chơi Tết luôn, vừa luôn bọng như lắm luôn. Ở cho bá không. Nè, cây này thân lắc lượng nha cô chú, này mã số 7 nha. Rồi, cái mã số 7 cho thông số luôn. Quỳnh Thăng tại vị trí này là 17 nha cô chú. Rồi, Quỳnh Thăng 17. Chiều cao là 29 nha. Chiều cao 29. Tán ngang khoảng 48 nha cô chú anh chị. Tán ngang 48. Mã số 7 em Zalo giá 1.300.000. 1.300.000. Bao ship toàn quốc. Cái số 7, bao ship toàn quốc luôn chú anh chị ơi. Rồi đỡ cây luôn. Rồi. Số điện thoại Zalo của em là 0944383255 nha cô chú. Và số Zalo của em cũng là số đó luôn. Tiếp theo là mã số 8 nha cô chú. Rồi cây số 8. Cây xanh tốt quá cô chú ơi. Rồi,
chốt cây này về Tết là chỗ bao nhiêu lắm luôn nha cô chú. Cây này khá đẹp, tàn này. Rồi, quanh thân tại vị trí này là 26 nha cô chú. Quanh thân 26. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Tán ngang là khoảng 53 nha cô chú. Tán ngang 53. Mã số 8, em giao lưu giá 1 triệu 4 nha cô chú ơi. Mã số 8 giá 1 triệu 4, bao ship cùng quất luôn chú anh chị mình. Bao ship cùng quất luôn nha cô chú. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Cái chậu này bằng sành là cô chú nào có chốt thì em thay bằng cái chậu mũ nha, đặng dễ di chuyển nha cô chú. Chứ nó không bị bể luôn á. Bể rồi cây về nó sức gốc rồi nó mất sức cây nữa. Này là mã số 9 nha cô chú. Này có dáng hình thú nha cô chú. Dáng hình thú luôn, mã số 9. Bonsai để bàn luôn. Bàn đều bự luôn. Này bông là cứng luôn. Bông là cứng tàn luôn. Rồi, hoành thang tại vị trí này là 28 nha cô chú. Hoành thang 28. Chiều cao khoảng 63. Chiều cao 63. Tán ngang là 64. Tán ngang 64. Mã số 9 là em giao lưu giá 2 triệu rưỡi nha cô chú. 2 triệu rưỡi cây số 9 của chú bán. Cây này về là một thời gian sau là từ đây Tết này nó còn đâm tàn ra dày cứng nữa nha cô chú nè. Tàn là đang chuẩn bị đâm ra quá chừng luôn nè cô chú. Rồi tiếp theo là mã số 10. Rồi. Cái mã số 10 của chú bán nhiều. Cây rất là khỏe nha cô chú. Tàn tược đang chuẩn bị đâm ra nhiều lắm nha cô chú. Chọn luôn. Mã số 10 nha cô chú. Quỳnh Thăng là 22 nha. Quỳnh Thăng 22. Chiều cao là khoảng 68 nha cô chú. Chiều cao 68. Tán ngang là khoảng 49. Tán ngang 49. Mã số 10 là em giao lưu giá 1 triệu 4 nha cô chú. Rồi cái mã số 10 này giá 1 triệu 4, bao ship cùng với chú bán chị em ơi. Tiếp theo là mã số 11. Rồi cái mã số 11. Đây là phần thẩm luôn. Mã số 11 này có cái dáng mẫu tử nha cô chú. Dáng mẫu tử nè. Cây rất là khỏe, đang đâm tược nha cô chú. Bo nhiều luôn, quá chừng mà. Quá chừng bo luôn. Vừa để chơi mà vừa ghép bo được nhiều cây nha cô chú. Tổng hoành thân ở vị trí này là 29 nha cô chú. Rồi, tổng hoành thân 29. Cái hoành thân đại diện là 19 nha. Hoành thân 19. Chiều cao là khoảng 61 nha cô chú. Chiều cao 61. Tán ngang là 45 nha. Tán ngang 45. Mã số 11 này em giao lưu giá 1 triệu 8 nha cô chú ơi. 1 triệu 8. Đây mã số 11. Rồi. Tiếp theo okay. Là mã số 12. Rồi cái mã số 12. Không đầy lọc luôn cô chú anh chị em ơi. Đây là như vậy hết rồi. Như vậy nha. Nó biết thì nó chưa không chưa lớn, nó kia nó nhỏ. Kia nó mém lại. Cái này giống có cái mã số 12 này có cái dáng chật nha cô chú. Mã số 12 dáng chật luôn. Hoành thang ở vị trí này là 21 nha cô chú. Hoành thang 21. Chiều cao là khoảng 57. Chiều cao 57. Tán ngang là khoảng 68 nha cô chú. Tán ngang 68. Mã số 12 này em giao lưu giá 1 triệu 6 nha cô chú ơi. Rồi mã số 12 1 triệu 6. Bao ship toàn quốc hơn chú bán trên mệnh rồi. Ok. Tiếp theo là mã số 13. Rồi cho lại xin số điện thoại luôn, giao lưu luôn. Rồi, số điện thoại của em là 0944 383 255 nha cô chú. Giao lưu của em không là số đấu. Sao con cu nó chỉ kêu cút cu không ha. Ừ.
Cây này bonsai của chú ơi. Ủa, chim kêu chíp chíp hả? Huỳnh thăng tại vị 9 này là 18 nha cô chú. Huỳnh thăng 18. Gần 19 đó, em tính 18 đó. Rồi chiều cao khoảng 33. Chiều cao 33. Tán ngang khoảng 36 nha cô chú ơi. Rồi. Tán ngang 36. Mã số 13 này em Zalo giá 800 ngàn nha cô chú. Bao ship toàn quốc nha. Cây khá là đẹp nha cô chú. 800 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Những cái mắt bo này nó liền hết trơn này nè cô mã chú. Mã số 13 dạ, 800 ngàn. Rồi tiếp theo là mã số 14. Rồi cây. Mã số 14 này có giá hình thú nha cô chú. Mã số 14 dán hình thú luôn, để cũng khá quái quái nha. Rồi cho thông số này luôn đi. Này cành nó cũng khá quái quái luôn đều. Huỳnh thăng tại vị 9 này là 22 nha cô chú ơi. 22 Huỳnh. Chiều cao là khoảng 42 nha cô chú. Chiều cao 42. Rồi tán ngang là khoảng 50. Mã số 14 này em Zalo giá 1.1 triệu nha cô chú ơi. Bao ship toàn quốc nha. 1.1 triệu mã số 14. 1.1 triệu. Mã số 14. Bao ship toàn quốc đổi cây. Tiếp theo là mã số 15. Cây xanh âm luôn. Cây tà chín luôn. Cây rất là khỏe nha cô chú. Mã số 15. Hoành thân tại vị trí này là 22 nha cô chú anh chị. Hoành thân 22. Chiều cao là 49. Chiều cao 49. Tán ngang là 47. Tán ngang 47. Mã số 15 này em Zalo giá 1 triệu thôi nha cô chú. Quá rẻ nha cô chú. Cây 15 giá 1 triệu. Rồi. Ship cho nó luôn rồi đó cây. Có nhạc luôn. Mã số 16 nha cô chú ơi. Mã số 16. Cây này cái hai chọc này chắc là bự luôn ha. Huỳnh thăng là 28 nha cô chú. Huỳnh thăng 28. Chiều cao là 47. Chiều cao 47. Tán ngang khoảng 40 nha cô chú ơi. Tán ngang 40. Mã số 16 là em Zalo giá 1 triệu 6 nha cô chú. 16 1 triệu 6. Rồi đổi cây bao ship cùng quá không chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 17 nha. Được cây 16 này quay nhanh quá ta. Cái này già tàn mà kính là đẹp lắm nha cô chú, dáng siêu. Rồi, tiếp theo mã số 17 nha. Tàn đang lên đọt mà kính. Tàn kính chút nữa là nhức nách luôn. Không phải hở nó mới ra. Như là nó con cây con nè cô chú à. Cái này hộp nó rụng lên hay gì cô chú à. Mua cây đại lộc mẹ được cây đại lộc hộp luôn. Mãi luôn. Đừng hỏi cái đại lộc con đại lộc hộp. Rồi Hoành Thăng tại vị trí này 15 nha cô chú anh chị. Hoành Thăng 15. Chiều cao là khoảng 63. Chiều cao 63. Tán ngang là 53. Tán ngang 53. Mã số 17 như lưu giá 1 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú. Rồi 1 triệu mã số 17 bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Rồi cái gì liên hệ với chị Châu ở quận Bình Thủy, phố Cần Thơ hay của anh chị em. Đây là mã số 18 nha cô chú. Rồi mã số 18. Cây này khá đẹp nha cô chú. Bài màu đầu. Đây, bonsai đế vàng nha. Tàn dù gì luôn. Tàn lắc lưỡi nha cô chú. Tàn cũng đẹp nha. Bộ đế thì ok nha cô chú. Mã số 18 mai đại lộc nha cô chú. Huỳnh thăng là 17 nha cô chú. Huỳnh 18. Tính 17. Huỳnh thăng 17. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Tán ngang là 50 nha cô chú. Tán ngang 50. Mã số 18 em Zalo giá 1 triệu 6 nha cô chú ơi. Rồi 1 triệu 6 mã số 18 của chú anh chị ơi. Rồi đổi cây. Tiếp theo là mã số 19. Rồi mã số 19 này thấy lùm lùm. Bonsai đấy bà nha. Bonsai nha cô chú. Cái quái gì lắm ạ. Nhỏ mà có vỏ nha cô chú. Cái quái này là bonsai đẹp. Cái quái nè cô chú. Dán chơi luôn, chơi tết luôn á. Chặt ra nó xỉu liền. Rồi. Mới hé thấy gì đâu. Chặt ơi tới đây nè.
Chọc bò nhóc hết luôn. Để quải luôn. Bình thân là 15 nha cô chú ơi. Bình thân 15. Chính tạng luôn. Chiều cao là 47. Tán ngang là khoảng 46 nha cô chú. Chiều ngang 47, tán ngang 46, chiều cao 47. Tán ngang 46 nha. Rồi. Mini để bàn luôn. Mã số 19 em vô luôn ha, giá 2 triệu nha cô chú ơi. Cái này rất là đẹp nha cô chú, chữ nha. Còn 2 triệu cái mã. Chiều cốt kìa hết trơn nè cô chú. 2 triệu cái mã số 19 ha cô chú anh chị em. Bao ship toàn quốc luôn nha. Đẹp đẹp quay hơi chậm chút nha. Nhìn đã quá. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 20 là cúc thọ hương nha cô chú. Rồi chuyển qua cúc thọ hương. Có đang có mặt bông luôn nè. Này có sẵn luôn không phải demo luôn nha. Cúc thọ hương thì bông nó thơm nha cô chú. Đó bạn. Bông nó có chút anh chị em nè. Giống này cũng mới nha cô chú. Hiện tại thăng lắc lượng nha. Với đại lộc cũng biết nhất nhì nha. Tùy theo cái thích nha. Rồi, hoành thăng là 12 nha cô chú hoành ơi. Hoành thăng 12. Chiều cao là khoảng 38 nha cô chú. Chiều cao 38. Tán ngang là khoảng 54 nha. Rồi, tán ngang 54. Có mặt bông nè cô chú, mà tại bông mùa này là bông gió nên nó hơi nhỏ nha. Tết thì nó chỗ bông nhiều mà bông nó bự hơn. Rồi, mã số 20 này em giao lưu giá 1 triệu 8 nha cô chú. 1 triệu 8. Cái mã số 20 khúc thần hương. Đặc phẩm luôn chú anh chị em. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 21. Rồi cúc thường luôn ha. Cúc thọ hương nha cô chú. Mã số 21 cúc thọ hương. Hương thơm ngào ngạt. Quên. Chọc qua kiển ma nha. À, về là có nụ để về bữa nó ra bông nha cô chú. Có vài nụ nè cô chú. Chọc nụ luôn nè. Chà bá luôn ha. Quỳnh thăng của em nó là 15 nha cô chú. Rồi eo của em nó là 15. Em 15. Rồi, chiều cao là 55 nha cô chú ơi. Tán ngang khoảng 60 nha cô Dòng chú. Dòng 360. Mã số 21 giao lưu giá 2 triệu rưỡi nha cô chú. 2 triệu rưỡi. Em 15 là em là con dữ à. Rồi, đó. Rồi tiếp theo là mã số 22 nha. Eo đó là eo là VIP quá ha. Eo VIP đó. Cái này đẹp nha cô chú. Mã số 22 cúc thọ hương luôn nha cô chú bánh chị em. Bò này cũng già lắm rồi. Vì mình lấy bò ghép được chú anh chị em ơi. Rồi sau đó mình chơi tết luôn. Tạo dáng bonsai luôn ha. Nở, để nở luôn. Rồi thông số luôn. Quỳnh thăng 14 nha cô chú. Quỳnh thăng 14. Chiều cao khoảng 42 nha cô chú. Chiều cao 42 tháng nghe. Tán ngang là 45. Tán ngang 45. Rồi mã số 22 em lưu giá 2 triệu nha cô chú ơi. 2 triệu. Mã số 22 2 triệu bao ship toàn quốc luôn chú anh chị em ơi. Rồi. Tiếp theo là mã số 23. À, cô chú anh chị em nào thích cái nào liên hệ với chị Mỹ Châu nha. Cái này cây cú clip nha cô chú. Rồi cây cú clip chán bay luôn. Ừ, có phần hương nha, cây rất là khỏe luôn nha cô chú. Cây này có dáng bay nha. Bay qua hồi đầu luôn. Tạo dáng sẵn luôn ha. Hoành thăng vị trí này là 17 nha cô chú. Hoành thăng 17. Nụ nhóc chân của chú anh chị. Rồi chiều cao là 49 nha cô chú. Chiều cao 49. Tán ngang là 50 nha. Tán ngang 50. Mã số 23 em giao lưu giá là 2 triệu 4 nha cô chú. Rồi 2 triệu 4 cho mã số 23 cúc thọ hương thành phẩm của chú anh chị em ơi. Rồi. Thì mình liên hệ với chị Mỹ Châu à, số điện thoại giao lưu lại cuốn. Dạ, rồi theo em được 23 cây ha. Rồi cô chú anh chị nào yêu thích cây nào thấy hợp nhãn của mình á thì gọi cho em ha qua số điện thoại là 0944383255. Zalo của em cũng là số đó đó, mong cô chị ủng hộ cho em ha. Rồi, em chân thành cảm ơn cô chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ cô chị. Vườn cũng còn rất là nhiều cây đại lộc ha cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn có nhu cầu làm giống hoặc là về mình dưỡng mình để mình chơi tết luôn á, cô chú anh chị các bạn sợ ha mà mua để si bông á thì mua cây này về là tết mình chơi mình dưỡng thì mình không có bị si bông si cây như cô chú. Rồi có hai con cu mà cô chú muốn chốt cu thì bán chốt luôn con nhiêu anh.
anh Tý có chốt cu này không anh Tý? Cu đó con triệu mấy, con 3 triệu. Con triệu mấy ha? Con bông trắng là 3 triệu. Con bông trắng rồi, con bên kia? Con bên kia 1 triệu mấy nha. Cô gái nãy giờ mình nghe cô gái thấy thương á, chú Tiến nó gái hiền quá à. Nên mình cô chú có chốt thì liên hệ luôn ha. Chị Châu luôn nha cô chú. Chị Châu sẽ liên hệ Châu, Châu sẽ bán. Cô liên hệ với